thịt bà con ơi, lượng thịt. Lượng thịt. Lượng thịt ăn Tết nha các bạn. Lượng thịt. Khỏi ung tùm. Và ăn không phải xịt về nha các bạn. Nay mình nghĩ là mình đi làm thêm lượng thịt cho người Hoa nha các bạn. Lượng thịt, lượng thịt. Cái này nướng phải nhanh tay, không nhanh tay chảy hết các bạn ơi. Nhanh tay chảy đen xì xì hết luôn. Chạy đến sập của mèo hết rồi nè, cũng lau cái sáng như các bạn. Wow, nóng. Làm thêm lượng thịt nha các bạn, làm đây một ngày, làm mà nhanh một ngày 100 kg là được 200 ring, một ngày 1 triệu 2 nha các bạn. Người nào mà chấm thì được ngày 100 ring là tính được ngày 600 nghìn tiền Việt nha các bạn. Như mình thì ngày 100 cân thôi. Hai vợ chồng ngày 107 cân. Nè, nàng công chúa ngủ trong rừng nàng thịt. Ôi ngủ trong rừng đi ăn cơm kìa. Thịt nha các bạn, đường sáng nha các bạn, người đường đông cực kỳ luôn, rất chi là nhiều. Đường sông xuôi là đóng thành từng hộp, từng hộp. Đây lo cả tí các thịt từng tấm cực kỳ nhiều lắm. Đây là của một lo là hai người, bốn người đó là nướng lo bốn người các bạn. Ủa, thịt nướng đây luôn đấy. Còn đây là một người là phải ngồi gờ nướng con thịt này. Cuốn này mà đây gỡ ra từng tầm nhỏ để cho mình nướng đấy. Thì bà con ơi, cuộc sống đi nước ngoài, bà con ơi, đi nước ngoài để làm thế nào thì làm thế nào thì thịt thế nào ạ. Đây mà nướng nhanh tay chậm tay là chạy thịt các bạn. Nhanh tay chứ chậm tay chạy những con nướng gì.
Đây cuộc sống nước ngoài này vất vả lắm, kiếm đồng tiền cũng phải được kiếm đó mà con ơi. Ngày không mong được thịt. Cô gái không mong bằng biển nước thịt nha các bạn. Cô gái không mong được gì đâu, chạy đến gì cả rồi. Sợ cực kỳ đông ngay ạ. Cái cuộc sống đi làm thêm ở bên này cho các bạn xem nhé, là nướng mà lửa cháy mấy ngút. Đây một kẹp một quay. Chỉ đường thịt đi cười khe. Mới một ngày 10 tiếng được 2 tấp kỷ các bạn ơi. 10 tiếng, hai vợ chồng là được 2 tấp kỷ. 2 tấp kỷ được 2 triệu. Lượng ngay ngút. Người cái xưởng này nướng thịt là đến có 30-40 người thì đông lắm. Tôi quay bên đường nha các bạn, nóng lắm, như cái lò luôn. Đây mình được không nhanh. Máy có tí mà máy bỏ đây cái than nó mình nóng cả máy luôn. Anh Khmer. Đóng quay phim.